nhằm cung cấp thông tin chính sách, cơ hội hợp tác đầu tư, tạo điều kiện đối thoại gần gũi, tăng cường kết nối trong việc đối thoại kinh tế, quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và các nước châu Âu. Bộ Công Thương vừa tổ chức buổi gặp gỡ các đối tác khu vực châu Âu 2019, hơn 100 đại biểu đến từ các bộ ngành địa phương của Việt Nam, các vị đại sứ tham tán của các đại sứ quán, phái đoàn các nước châu Âu tại Việt Nam đã tới tham dự sự kiện này. Tại buổi gặp, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đánh giá, châu Âu là thị trường quan trọng và luôn là đối tác tập trung ưu tiên hợp tác của Việt Nam. Châu Âu là thị trường tiềm năng cho nhiều mặt hàng nông sản nhiệt đới, dệt may, da giày, đồ gỗ, điện thoại có thế mạnh của Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam là thị trường cửa ngõ để các doanh nghiệp châu Âu có thể tiếp cận với khu vực Đông Nam Á. Đại sứ Bruno Angeles, trưởng đại diện EU tại Việt Nam, cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam trở thành đối tác thứ ba của EU khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam với EU được ký kết. Thời gian tới, việc hợp tác sẽ được thúc đẩy dựa trên tiềm năng sẵn có để hai bên khai thác những lợi ích của mình mang lại hiệu quả tốt nhất.